Và để bắt đầu buổi hôm nay thì các bạn thích nghe thể loại nào đầu tiên? Soft flower. Tôi không được, cái đấy gọi là hội ca. Hội ca thì nó phải đánh vào một cái lúc rất là quan trọng, không thể đồng chương trình được. Có ai ý kiến thích thể loại gì? Có bài hầm hố này, bài nhẹ nhàng này, nhạc đồng quê này, finger style đệm hát này, demo trò chơi này. Chọn bài nào nhỉ? Anh áo xanh chế nhất hội phát biểu. Chế nhất hội bài bỏ lại. Làm sao đánh được bài đấy? Chú đánh được không? Đầu tiên là chơi bài hầm hố nhá. Vừa rồi là một cái bài kiểu như là nó nhí nhảnh, phải hầm hố thực sự. Đây gọi là chất của fingerstyle. Đầu tiên mọi người có biết là guitarist fingerstyle Andy Mackey nổi tiếng với bài gì không nhỉ? Bài gì? Lifting đúng không? Thế ngoài ra mọi người còn biết Ivan Post có hả? Như anh. Mọi người còn biết Andy Mackey còn có bài gì nổi nữa nhỉ? Gì đấy? Đấy, chính xác rồi. Phổ tay nhỉ? Bây giờ đầu tiên, bài đầu tiên của buổi hôm nay sẽ là bài Ivan Post của Andy Mackey. Mọi người cùng lắng nghe nhé. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.